ngày 12 tháng 3, thì đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết bé DNA, bé gái 3 tuổi, bị người tình của mẹ bạo hành, đóng 9 đinh vào đầu, đã tử vong vào hồi 19h15 cùng ngày. Đại diện bệnh viện cho hay, dù các y bác sĩ đã tập trung dùng mọi phương pháp để cứu chữa, nhưng cháu bé không đáp ứng được và tử vong sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong của bé A được xác định là do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Và thông tin này khiến cho cộng đồng mạng vô cùng đau lòng và xót xa. Ai cũng phẫn nộ trước hành vi độc ác của kẻ đã đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, dẫn đến cái chết đầy thương tâm như vậy. Và tất cả đều mong muốn một hình phạt thích đáng nhất đối với đối tượng này. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, kẻ đóng đinh vào đầu bé gái là vô cùng tàn ác, man dợ và chưa từng xảy ra trong xã hội loài người, khi đang tâm sát hại cháu gái 3 tuổi trong đau đớn. Và theo luật sư Thơm, với động cơ mục đích giết cháu thể hiện sự đê hèn, quá trình thực hiện phạm tội một cách man dợ, cho nên cần thiết phải xử lý đối tượng một cách nghiêm minh nhất mới có tính răn đe, trừng trị để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em trong tình hình hiện nay. Sau đó hành vi phạm tội của nghi phạm đã hoàn thành cho nên phải chịu trách nhiệm về tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm B, I, N, Q, khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và tương xứng với tính chất, hậu quả đã gây ra. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, thì hành vi giết người nếu nạn nhân không chết thì được xác định là phạm tội chưa đạt. Khi đó thì mức hình phạt cao nhất sẽ không quá 20 năm tù. Còn đối với trường hợp giết người mà hậu quả nạn nhân tử vong thì hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc là tử hình. Và trong vụ án này, điều không may mắn đã xảy ra. Sau một thời gian điều trị thì nay cháu bé đã tử vong. Bởi vậy, hậu quả được xác định là làm nạn nhân tử vong và phát sinh chi phí cứu chữa. Bởi vậy mà đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất, chính là phạt tù từ 12 năm cho đến 20 năm, tù chung thân hoặc là tử hình. Tuy nhiên, với hành vi tàn ác mất tính người như vậy thì rất có thể đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình. Sau khi vụ án xảy ra thì cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về tội giết người. Và trong quá trình điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị can phù hợp với các dấu vết để lại ở trên thân thể nạn nhân, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tình tiết khách quan khác. Bởi vậy, cơ quan điều tra có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi và nay nạn nhân đã tử vong, cho nên đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc là tử hình. Trước đó như đã thông tin, thì vào chiều tối ngày 17 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái DNA, 3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sau khi chụp chiếu phát hiện 9 đinh ở trong sọ não. Ngày 20 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, thì Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Nhưng lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều là do Huyên gây ra. Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Trung và chị Nguyễn Thị L, mẹ của bé A, đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu mà do mai mối. Do anh Trung không được nhanh nhẹn cho nên chị L càng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con. Đến tháng 2 năm 2021 thì L bỏ đi để các con lại cho ông bà nuôi. 3 tháng sau, L quay về đón con, hai người ly hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út DNA thì sống với mẹ và người tình. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.